đẹp dữ mày. Đẹp không, đẹp không? Đẹp. Cái này chụp hình nét lắm nha, thấy từ lỗ chân lông mày luôn á. Ghê vậy? Ê, cho tao mượn tao coi với. Thôi, mới mua mà mượn trời điện thoại tao sao? Để mốt cho xài ké sao? Làm ghê quá, bạn bè không ai cho tao mượn đi. Muốn có điện thoại đẹp không? Muốn. Tao chỉ cho mày cách. Cách gì, cách gì? Mày điện thoại về nhà, mày nói ba má mày gửi tiền lên cho mày. Nói là đóng tiền học, rồi kẹt khoản này khoản kia, có tiền mua điện thoại. Dễ mà, làm đi, có sao đâu. Thôi, tao không làm được vậy đâu mày ơi. Chỉ cho tới đó mà không làm. Là nhà mày không điều kiện hả? Hay sao? Thì không điều kiện thôi, chấp nhận. Chứ mày đi học mà còn đi bộ, đi xe buýt nữa mà sao có tiền mua điện thoại được, đúng không? Tôi là một sinh viên ở quê lên thành phố trọ học. So với đám bạn ở thành phố, tôi thuộc dạng nghèo, nên biết thân biết phận, cố gắng học hành, chứ không đua đòi xe xu vật chất. Thôi, tao đi về nha. Nói là vậy, nhưng nhiều khi trong giao tiếp, bạn bè châm chọc nhiều câu, tôi rất khó chịu và tự ái. Điện thoại mới thì sao? Sau này tao tốt nghiệp ra trường rồi tao đi làm, tao mua 10 cái luôn. Dư sức mua điện thoại mới rồi.